Em xin chào tất cả cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em đi quay một cái lô đất nha cô chú anh chị. Cái lô đất này thì thuộc về thôn Đắc Ri, xã Tân Thanh, huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ cái lô đất này ra trung tâm dân cư thì nó rơi vào khoảng 3 cây số nha cô chú anh chị. 3 đến 4 cây số nha. Còn mà về cái lô đất này mà về tới Đắk xã Đắk Sắc các cô chú anh chị, huyện Đắk Minh á, thì nó rơi vào khoảng cỡ là 4 cái 4 4 5 cây số. Còn là về xã Tân Thanh á, thì nó rơi vào khoảng cỡ là 7 cây số. Về thành phố Buôn Ma Thuột thì nó rơi vào khoảng 70 cây, về thành phố Gia Nghĩa là rơi vào khoảng cỡ 90 cây. Còn là về hướng Sài Gòn cô chú anh chị thì nó rơi vào khoảng là 280 cây nhá. Bây giờ em sẽ vào em quay cái lô vườn này cho cô chú anh chị biết. Cái lô vườn này là tổng diện tích là 3 hectare rưỡi. Trên đó thì được chủ là trồng các loại cây ăn trái, tiêu, cà phê nha cô chú anh chị. Trước khi vào quay và báo giá cô chú anh chị cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha. Đây kêu hết nhiều. Nói trên trời nó sao mua được cái bao nhất mấy rồi nói. Trên đây là chủ là trồng tiêu, cà, bơ, sầu riêng nha cô chú anh chị. Được 3-400 cái sầu riêng này nhá. Cỡ là 3-400 cái sầu riêng thải này cô chú anh chị này. Sầu riêng cực kỳ đẹp cô chú anh chị, nguồn thu cực mạnh nhá. Đất đỏ ba gian nha cô chú anh chị. Hai bên là đất của mình hết nha cô chú anh chị. Sầu riêng cực kỳ đẹp luôn, sầu riêng này cực kỳ đẹp. Cái lô đất này về hướng Lâm Đồng là rơi vào khoảng 300 à 200 cây nha cô chú anh chị. Sầu riêng cực kỳ đẹp luôn. Có là 400 cây sầu riêng nha cô chú anh chị. 400 cây sầu riêng có thu hoạch rồi nha. Bốn trăm cây sầu riêng loại này cô chú anh chị này. Bên này được chủ trồng dừa nhá. Bên này trồng dừa nha cô chú anh chị. Đất cực kỳ đẹp luôn.
sầu riêng, cà phê, tiêu, cau, dừa. Rồi được 400-500 cây sầu riêng nha cô chú anh chị, sầu riêng lớn nha. Còn lại là cà phê, tiêu, cau, dừa. Anh chị mà đang quan tâm về cái lô vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 nhé. Thì mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nha cô chú anh chị. Dạ 4,5 tỷ cho cô chú anh chị, tổng diện tích là 3,5 hectare. Tổng diện tích là 3,5 hectare. Dạ 4,5 tỷ có thương lượng. Tổng là 3,5 hectare, giấy tờ đầy đủ, có 400 cây sầu riêng. Còn lại là cà phê, tiêu, bưa, dừa, cau. Anh chị mà đang quan tâm về lô vườn liên hệ em theo số điện thoại 0333 955033 nhé. Mình tham khảo cái lô vườn này nha cô chú anh chị.